nhân viên cứu sống người đàn ông bất ngờ đâm vào xe lửa. Đoạn camera cho thấy, khi xe lửa gần đến nơi, người đàn ông bất ngờ chạy qua rào chắn, thì té ngã, nằm sóng xoài giữa đường ray. Được nhân viên không màng nguy hiểm chạy đến kéo người đàn ông này ra. Cụ thể, vào lúc 19h35 phút ngày 5 tháng 7, tại đường ngang km 1656-004 tuyến đường sắt Thống Nhất, thuộc phường Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. Trong lúc làm việc, nhân viên gác chắn tàu phát hiện và cứu người đàn ông chạy ra khỏi đường ray khi đoàn tàu lướt qua. Được biết, nhân viên gác chắn là anh Trịnh Văn Tài, bậc 3/5, thuộc cung cầu đường Dầu Dây, đội đường sắt Biên Hòa. Công ty cổ phần đường sắt Sài Gòn đã đóng chắn, đón đoàn tàu SE12 sắp chạy qua. Bỗng dưng xuất hiện một người đàn ông có dấu hiệu say xỉn, không làm chủ được hành vi, chui qua cầu chắn rồi vấp ngã ngay trên đường sắt. Lúc này, đoàn tàu đã gần đến, anh Trịnh Văn Tài liền băng qua đường ray, đưa người đàn ông bị ngã ra khỏi đường sắt. Người đàn ông may mắn sống sót, lòng tốt của anh Trịnh Văn Tài rất đáng được tuyên dương và nêu gương. Bản tin của kênh Tin Tức Ngày Hôm Nay xin khép lại. Xin cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm và ủng hộ. Xin hãy bấm nút đăng ký và chia sẻ để nhận được những tin tức mới.